Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn hướng dẫn sử dụng bạn một sản phẩm máy bay trực thăng của hãng JRC, đó là mẫu sản phẩm Z05. Thì máy bay này là dạng 3.5 kênh nha các bạn. Và đặc biệt lần này hãng nâng cấp mà máy bay có thể bay thời gian tầm khoảng 12 phút. Thì theo video mình test á, thì nó hơn 12 phút một chút xíu thì nó hết pin. Thì khi hết pin thì máy bay sẽ tự hạ cánh. Và khi các bạn mua mẫu sản phẩm này thì các bạn sẽ có thêm một pin thay thế ha. Tức là khi mà chúng ta sử dụng hai pin thì thời gian chơi tầm khoảng hơn 20 phút. Và mỗi lần các bạn chơi cách nhau như vậy, chúng ta nên nghỉ một chút xíu cho máy bay motor nó nghỉ một chút xíu cho nó mát. Chúng ta sẽ chơi tiếp cục pin thứ hai. Những mẫu sản phẩm sau này hãng JRC đều nâng cấp nâng cấp dung lượng pin. Chúng ta chơi thời gian khá là lâu ha, mặc dù dung lượng pin khá là thấp nhưng mà nó cái mạch này nó có thể tiết kiệm pin và giúp cho máy bay chúng ta bay được thời gian lâu. Và điểm đặc biệt nữa đó là cái mẫu sản phẩm này là nó sử dụng sóng 2G4 không trùng sóng nha các bạn. Những mẫu máy bay bình thường 3.5 kênh các bạn mua thì nó có thể là nó chỉ là sóng hồng ngoại thôi, thì khi bay nó sẽ trùng sóng. Và điểm tiếp theo đó là máy bay này tự động giữ độ cao ha, và nó có thể tự động cất cánh hạ cánh. Ngoài ra nó còn có chức năng nhanh chậm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kết nối máy bay này. Thì kết nối máy bay này khá là dễ dàng ha. Thì trước khi kết nối thì mình sẽ tháo ra cho bạn nhìn xem bên trong cái máy bay này. Thì bên trong máy bay này ở đây nó sẽ có một cái cục pin ha. Nó có cái giắc cắm vào nè. Khi chúng ta thay thế thì chúng ta rút cục pin này ra thôi ha. Nhưng mà giắc sạc thì nó sẽ là cái giắc đầu này, đầu kiểu như đầu sạc điện thoại đó. Chúng ta sẽ sạc ở dưới đây. Thì khi các bạn ghim vào sạc thì nó sẽ có một cái đèn đỏ ở dưới đây nó sáng ha. Khi các bạn sạc đầy thì cái đèn đỏ đó nó sẽ tắt, chứng tỏ là pin đã đầy. Thì chúng ta sẽ rút máy bay ra cho máy bay nghỉ chút xíu và chúng ta bắt đầu chơi. Thì ở đây sẽ có nút công tắc để bật nè. Cái rút sạc sẽ có cái chỗ cắm sạc nó sẽ có cái nút công tắc, các bạn kéo về phía trước thì máy bay nó sẽ sáng đèn xanh đỏ ha. Chúng ta để cân bằng dưới remote, chúng ta gắn pin tiểu ha, bao pin tiểu vào đây 3A, sau đó các bạn bật công tắc. Đây công tắc chúng ta bật thì nó sẽ tự kết nối thôi. Khi các bạn bật là kết nối liền ha, chúng ta không cần làm gì hết. Chúng ta đẩy nhẹ cần lên một cái thì máy bay sẽ quay cánh ha, nhưng mà nó chưa có bay. Chúng ta lên ga thì nó sẽ bắt đầu quay cánh ha. Hoặc trường hợp thứ hai, nếu các bạn muốn tự động cất cánh thì chúng ta sẽ bấm nút trên đây thì nó sẽ tự động cất cánh. Và trong quá trình cất cánh á, các bạn bấm nút trên đây nó sẽ là tự động hạ cánh nha bạn. Đó. Và khi mà máy bay nó đụng vật cản hay gì đó và bị dướng vật cản gì, máy bay sẽ ngừng hoạt động, giúp cho máy bay chúng ta được bảo vệ tránh khỏi hư hại ha, hư hỏng sản phẩm. Thì motor đuôi này hoạt động khi mà chúng ta điều khiển tiến lùi. Còn bên đây nó có chức năng là nhanh chậm nha các bạn. Khi chúng ta bấm vô nó tiết hai cái sẽ là tốc độ nhanh, bấm một cái thì trở về tốc độ bình thường. Còn đây hai nút này là hai nút trim xoay trái xoay phải thôi. Như bình thường khi các bạn bay á mà chúng ta chưa có quẹo trái quẹo phải, nhưng mà máy bay này tự động xoay trái xoay phải. Thí dụ máy bay nó xoay qua trái thì các bạn sẽ nắm bấm nút bên phải cho nó trim cân bằng lại ha. Thì ví dụ máy bay quay qua phải, chúng ta sẽ bấm nút trim bên trái thì cho nó cân bằng máy bay lại. Nhưng mà bình thường thì mình thấy là nó cân bằng rồi, chúng ta không cần bấm nút trim. Đó. Mỗi sản phẩm này rất là dễ sử dụng. Đó. Trường hợp nếu bạn muốn reset lại máy bay thì chúng ta sẽ kéo cần xuống và gạt cái cần này vào góc trong bên trái thì máy bay sẽ reset lại ha. Đó. Chúng ta bấm nút này sẽ tự động cất cánh, bấm nút cái tự động hạ cánh ha. Đó. Rất dễ sử dụng. Thì các bạn có thể tham khảo cái clip mình test thời gian bay đó. Thì mình bay tầm khoảng 12 phút 40 mấy giây. Đó. Thì chúng ta tính tầm khoảng 12 phút thôi ha. Đó. Các bạn chỉ cần đẩy ga lên thì nó sẽ quay cánh thôi. Chúng ta đẩy ga cái nữa thì máy bay nó sẽ hoạt động ha. Còn khi mà chúng ta bấm giữ cái nút này á, ngoài nó có chức năng cất cánh hạ cánh, thì khi chúng ta bấm giữ thì nó còn có nút chức năng là stop, tức là máy bay sẽ ngừng cánh kịp thời trường hợp mà nó
không tự ngừng được ha, là nó bị cái vấn đề gì đó, các bạn muốn ngừng kịp thời chúng ta bấm giữ nút này. Ví dụ các bạn bay xa quá mà các bạn sợ nó hạ cánh xuống cái vũng nước hay gì đó nó sẽ hư máy bay, thì các bạn hoặc khiến ta bay xa quá sợ rớt lên ngọn cây hay gì đó thì chúng ta sẽ bấm giữ cái nút stop này ha, thì nó sẽ tự động ngắt cánh và nó rơi xuống. Vì mẫu máy bay này nó khá là nhẹ cho nên là rơi từ độ cao xuống vẫn bình thường ha các bạn, không có gì hết, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Khi chúng ta chơi xong chúng ta nhớ tắt nút công tắc này ha, và tắt remote điều khiển. Thì bộ sản phẩm này á, thì nó sẽ có cho các bạn là thêm dây sạc máy bay remote ha, ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái bốn cái cánh dự phòng, tức là đây 1 2 3 4 cánh dự phòng và một cái link số 8, một cái cánh đuôi thay thế nữa. Thì cái link này á, tức là cái link này nè hả, khi chúng ta bay lỡ làm mất cái link á thì chúng ta sẽ có cái link dự phòng ha. Các bạn để ý cái link này, thì có link này nó sẽ kết nối với cánh thăng bằng của chúng ta, sẽ giúp chúng ta điều khiển dễ dàng ha. Thì mình đã hướng dẫn cho bạn cách sử dụng cái mẫu sản phẩm GZRC-Z05 này. Thì nếu bạn quan tâm mẫu sản phẩm này thì bạn hãy truy cập vào website từ tiếng asin.vn và gõ một từ khóa là Z05, hoặc các bạn click vào nội dung bên dưới phần mô tả video của mình, mình có để đường link ha, chúng ta click vào để tham khảo sản phẩm video cũng như là thông tin của máy bay mẫu sản phẩm Z05 này. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn update và giới thiệu thêm những mẫu sản phẩm mới, độc đáo và hấp dẫn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.